Khách hàng tại Hà Nội muốn mua Toyota Yaris trong tháng 5 năm 2022 cần từ 788 triệu đồng để lăn bánh, trong khi tại thành phố Hồ Chí Minh cần từ 775 triệu đồng. Tháng 5 năm 2022, Toyota Việt Nam đã điều chỉnh giá bán một loạt mẫu xe đang phân phối, bao gồm cả xe nhập khẩu và xe lắp ráp. Trong đó, Toyota Yaris tăng giá niêm yết thêm 16 triệu đồng. Giá xe Toyota Yaris hiện tại là 684 triệu đồng. Toyota Yaris tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe sở hữu diện mạo năng động, trẻ trung với lưới tản nhiệt hình thang mở rộng phía bên dưới, kết hợp cùng cản trước được tái thiết kế khiến chiếc xe trông thể thao hơn. Bên cạnh đó, mẫu xe mới này còn được trang bị đèn pha LED, phản xạ đa điểm kiểu dáng mới, tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày hình chữ L. Các trang bị khác bao gồm màn hình hiển thị đa thông tin TFT cùng kết nối điện thoại thông minh, hệ thống điều khiển bằng giọng nói và hệ thống đàm thoại rảnh tay. Trang bị Cruise Control cũng đã được trang bị trên Toyota Yaris, giúp người lái duy trì tốc độ mong muốn mà không cần tác động chân ga và giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Các tính năng an toàn trên xe gồm camera lùi, cảm biến trước sau và hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, hệ chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp 3, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống ổn định thân xe VSC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Vì là xe nhập khẩu, khách hàng mua Toyota Yaris trong tháng 5 năm 2022 vẫn phải nộp 100% lệ phí trước bạ, tương đương với 12% nhân với giá niêm yết đối với khách hàng tại Hà Nội và 10% nhân với giá niêm yết đối với khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây sẽ là giá lăn bánh Toyota Yaris tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2022 dựa trên các loại thuế, phí mà chủ xe phải trả để ra được biển số. Tại các địa phương khác, giá lăn bánh sẽ thấp hơn. Tại Hà Nội, giá lăn bánh là 788.460.000 đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá lăn bánh là 774.780.000 đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.